Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ chuyên khoa hai da liễu Trần Thị Thanh Nho, nguyên bác sĩ bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, đôi mắt thu hút người đối diện. Thế nhưng mà chúng ta lại có một cái đôi mắt mà cái bọng mắt nó cứ luôn luôn bị các cái vấn đề, nào là bọng mắt, nhăn mắt, thâm quanh mắt, rồi đuôi mắt nó có các vết nhăn nheo, làm cho chúng ta rất mất tự tin và buộc chúng ta phải đi tìm rất nhiều những cái sản phẩm khác nhau để khắc phục cái tình trạng này. Tôi đã gặp rất nhiều các chị em mua phải những cái sản phẩm mà nó không đảm bảo chất lượng, có nhiều những thành phần độc hại trôi nổi trên thị trường, dẫn tới khi bôi vào bọng mắt bị viêm da dị ứng, viêm quầng mắt dẫn đến thâm quanh mắt, vấn đề lại càng nặng nề hơn. Thế thì làm thế nào để chúng ta biết được là đâu là cái sản phẩm tốt và đâu là sản phẩm có thể dùng được? Chúng ta hãy biết rằng da ở vùng mắt là một cái cấu trúc rất là lỏng lẻo, rất dễ mà gây nên những cái tình trạng là có thể phù nề nếu như chúng ta tác động những cái lực lớn vào. Cho nên khi chúng ta sử dụng những cái sản phẩm mà nó bị những cái phân tử lớn quá, chúng ta phải xoa nhiều, massage nhiều vào, thì chính cái vùng da mắt này nó lại bị thành cái bọng mắt chứ không đơn giản. Đồng thời là nếu như chúng ta không chọn đúng những cái sản phẩm chất lượng thì đây là cái vùng da rất nhạy cảm, da mắt nó sẽ dị ứng lại ngay và da cũng đỏ, phù nề, ngứa, thậm chí ảnh hưởng cả đến vấn đề mắt ở bên trong. Thế thì làm thế nào để tìm được một cái sản phẩm có thể đưa lại cái hiệu quả giảm bọng mắt, giảm các nếp nhăn quanh mắt, giảm cả thâm mắt? Thế thì tôi sẽ mách cho các chị em một cái sản phẩm của công ty IMB Việt Nam. Đấy chính là Eye Cream, kem mắt. Đây là một cái sản phẩm nhập khẩu hoàn toàn từ Hàn Quốc. Nó đã được thiết kế riêng phù hợp với lại đôi mắt của chị em phụ nữ Việt Nam. Sản phẩm này có gì đặc biệt? Thành phần của nó hoàn toàn từ thiên nhiên. Sản phẩm Eye Cream của công ty IMB Việt Nam có những ưu điểm rất là nổi trội so với các sản phẩm khác trên thị trường. Đấy là nó có một cái đầu dùng để lăn các bạn ạ. Và đây nó sẽ giúp cho chúng ta lấy được cái sản phẩm ra vừa đủ ở trên cái vùng mắt. Và sau đấy thì chúng ta sẽ xoa nhẹ, massage quanh cái vùng mắt để đảm bảo thứ nhất là chúng ta không dùng ngón tay, bởi vì tay chúng ta cũng có rất nhiều các cái vi khuẩn sẽ đưa vào cái vùng mắt, rất dễ nhiễm trùng mắt. Cái thứ hai là cái lượng sản phẩm được phân phối đều ở trên da mà chúng ta không bị nhiều quá hoặc ít quá. Và khi chúng ta lăn như thế này nó còn giúp massage mắt để cho kích thích cái tuần hoàn ở quanh mắt và đồng thời cũng kích thích tái tạo nhanh các cái sợi collagen, giúp giảm cái cấu trúc chảy xệ và bị nhăn ở cái vùng mắt do mất collagen ở bên dưới cái nếp da này. Thì đây chính là những ưu điểm rất lớn của cái bộ sản phẩm Eye Cream của công ty IB Việt Nam. Là một bác sĩ, tôi đánh giá rất cao sản phẩm Eye Cream của công ty IMB Việt Nam. Bởi vì thứ nhất là cái thành phần nguyên liệu đầu vào hoàn toàn là các thành phần chiết xuất từ thiên nhiên. Chính vì thế nó rất an toàn và các thành phần này rất quý hiếm, nó có tác dụng đặc biệt tốt để giúp cho da mình chóng phục hồi ở cái vùng da mắt, nhất là những cái bọng mắt và những cái quầng thâm cũng như các nếp nhăn quanh mắt. Và cái thứ hai nữa chính là bác sĩ tôi lại quan tâm nữa là cái thiết kế nhỏ gọn và đặc biệt là chiếc đầu lăn. Đây là một cái đầu lăn để chúng ta có thể sử dụng đưa được cái dung dịch lên vùng quanh mắt mà chúng ta không sử dụng đến tay để tránh nhiễm khuẩn ở cái vùng mắt. Và đồng thời nữa là nó đưa được một cái lượng dung dịch vừa phải để bao phủ đủ ở xung quanh mí mắt chúng ta. Ưu điểm thứ ba, đây là một sản phẩm được nhập khẩu hoàn toàn từ Hàn Quốc, là một đất nước mà có cái nền công nghiệp mỹ phẩm hàng đầu thế giới. Chính vì thế các cái sản phẩm khi cho ra đời thì nó được kiểm nghiệm một cách nghiêm ngặt trước khi đưa đến người tiêu dùng. Vì thế các chị em có thể yên tâm và sử dụng hoàn toàn không lo các tác dụng phụ xảy ra. Và tôi khuyên các chị em rằng chúng ta hãy nên sử dụng sản phẩm Eye Cream của công ty IMB ngay từ khi còn trẻ để giữ cho mình có một đôi mắt long lanh rạng ngời.